Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành NAPK. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chuyến phiêu lưu của thương nhân Rowan các bạn. Chúng ta đi sang cái vùng ngày 2. Hôm trước mới ngày 1, ngày 2 nó bị chặn đường. Chúng ta sẽ mở cái này ra. Biến đi bạn. Rồi chúng ta sẽ đi khám phá ngày 2 các bạn nha. Đây có một cái trại này, bấm vào. À, song sinh các bạn. Rất là dễ thương ha. Do đây chúng ta sẽ lượm thêm boost để cho team chúng ta có thêm sức mạnh các bạn. Rồi, ta đi tiếp. Mình thấy cái vùng này có đồ ăn nè. Quà này ăn trước đi các bạn nha. Rồi nhạc, wow, vô tình nhặt được một cái vé ngắm sao, quá ngon các bạn. Rồi chúng ta đến đây. À, chúng ta sẽ tấn công cái vật cản này. Ghé sang đây luôn các bạn. Lại vô tình đạp phải một quán ngắm sao nữa nè. Rồi, rất là ngon nè, vô tình đạp phải bán ngắm sao hồi các bạn. Ở đây nó có một đống cỏ, nhưng mà chắc để trang trí các bạn. Chúng ta sẽ đánh bại quái rồi nói chuyện với ngôi nhà. Nói chuyện các bạn. Ok, người làm giàu. Thôi bỏ tiền thôi, nghỉ chơi các bạn. Rồi chúng ta bấm vào tin tức hàng ngày này. Hôm nay có một tin tức vui nè. Xương rồng hóa thạch cổ đang đầy cảm hứng này đang được giá. Tin đồn về trận gian lậu thi đấu trong hội trường. Aaron thì từ chối bình luận. Cách tốt nhất đó là từ chối bình luận các bạn. Ủa tại sao lại đến được ta? Lúc nãy mình đi vào được, mình đi ra nó không cho ta. À, nó bị chặn nè. Rồi, nhận được một bé song sinh cộng với một cái rương. Có được thêm một tí tiền vốn để làm ăn kinh doanh các bạn. Đi. Lên đây, chúng ta sang đây. Ngày 2 thì nó có chỗ chúng ta phải mua bán hơi nhiều nè. Rồi, nó mở khó chiến đấu boss, tí nữa thì mình sẽ dùng team newbie đánh boss các bạn nha. Giờ thì mình sẽ đi vòng vòng lượm boost trước đã. Rồi, vô đây. Nhặt. Quá trời, lại vô tình dẫm phải một quán ngắm sao. À, lượm xe ngựa, chúng ta có thêm một cái thành phố hài hòa. Rồi ở đây nó có một cái bút nữa nè, chúng ta lại đây. Hỏi chỗ này xem sao. Người bạn chỉ cần tờ máy biến thôi một chiếc váy được. Tôi là chuyên gia lựa hàng hóa chất lượng cao. Lựa là ý tưởng hay đấy, có thể cho tôi xem vào mẫu in nổi tiếng nhất không? Tôi muốn mua một ít về nhà. Không không không, đừng nghe cô ta, anh ta nói. Hãy thử túi hương đi, túi hương này rất tao nhã, chất lượng. Túi hương cũng hay đấy, cô có mùi nào có thể trả giá không? Thưa ngài, xin hãy lựa chọn không ngôi sang một túi hương nhỏ bé có thể điểm xuyến được vẻ đẹp và phẩm giá của phu nhân chỉ bằng lụa.
Rồi hai người đang cãi nhau giữa hương và lụa thì nên chọn cái nào? Ừ, các bạn nó thích cái nào? Tất nhiên là túi hương thì ok, nhưng mà mặc bộ đồ đẹp thì nó sẽ phù hợp hơn đấy các bạn. Rồi ở trong đây thì nó sẽ có một số cái cửa hàng ha. Mình sẽ chọn tơ lụa. Giá mua. Nên nó có giá mua cộng giá bán này các bạn. Giá mua giá bán. Ở chỗ đây bán cái đầu này được tới một mấy ngàn. Chúng ta đến cái chỗ này chúng ta coi. Ồ, giá mua này rẻ này các bạn. Chúng ta sẽ mua cái này. À, mình không đủ tiền. Nhưng mình có thể bán cái này được. Mình bán bớt cái này rồi mình sẽ mua full cái đầu này. Thôi cái đó bắn mắt quá. Mình sẽ xem cái chỗ này nha. Chỗ này bán cái đèn bao nhiêu tiền? Cái đèn bán cái 200 mà, giá mua 400 bán 200. Bên này cái đèn bán bao nhiêu? Đèn bán được 440. Cứ coi thử cái chỗ mình đang ở cái đèn bán bao nhiêu các bạn. Đèn bán 440 và là cái đèn bán chỗ kia cũng ok rồi. Cái đèn bán chỗ kia là ok nhất, xong rồi mình xách cái đầu qua bên đây mình bán cái đầu bên đây là ngon nè. Mình sẽ bán hết cái này 440 là được giá rồi nha các bạn. Bốn trăm tư là được giá rồi, nhưng mà đủ chưa đủ tiền mua thêm một cái đầu nữa, uổng quá ha. Để chúng ta xem qua đây cái cục kia nó bán được giá không. 495. Cục kia ở bên này bán có 200, 200 mấy á, rẻ lắm. Không bằng lại, không không gom được giá vốn được 540 này các bạn. Đó, cái cục này bán được 540. Vậy thì nhân tiện đang ở đây thì mình sẽ mua thêm một vài cục này nữa để qua kia mình bán mình kiếm lời nha. Tại không đủ tiền á, mình sẽ mua mấy cục này để đem qua kia bán kiếm lời. Ôi, đầy túi rồi. Đầy túi rồi thì mình sẽ chạy sang thành phố Hai Hò này đến. Tốn hai cục luôn hả? À? Dữ vậy? Rồi mình sẽ bán cái này các bạn, bán luôn. Bán các bạn, mình đang lời thì mình sẽ bán. Ok, mình sẽ tiếp tục bằng cách là mình sẽ mua lụa mình sang đây mình bán lại. Lụa bên này bán được với giá 1.200. Để mình xem còn cái nào bán ngon không không các bạn. Lụa bán được 1.200. Để xem bên này. Lụa này bán được 1.100, không bằng rồi, mình sẽ mua full lụa bên đây. À, để xem cái bình này bên này mua mua được bao nhiêu. Wow, 7K8. Cái bình bên này bán giá bao nhiêu các bạn? Bán giá 6K, ngon là được 1.800 một bình, mình sẽ mua full bình trước nhé. Mình sẽ mua bình được hai cái bình, còn tất cả số còn lại mình sẽ mua lụa này để chi á? À, tăng thêm một giỏ hàng hả? Tăng thêm một giỏ hàng để xem mua full trước đã. Mua được full rồi thì mình sẽ mua giỏ hàng sau. À, tại vì tiền của mình vừa mới mới đủ để mua full nè, nên cái giỏ hàng thì mình sẽ tính sau, mình sẽ sang đây và mình bán lại. Làm nhà kinh doanh mà các bạn, mua đi bán lại kiếm lời ha. Bán nha, bán lời lời 1.800 nè, lời 1.800 nè. Ơi, em mình quên bán mấy cái cục kia rồi. Rồi sau đó thì mình tiếp tục mua mấy cái đầu này. Đó. Mình sẽ mua mấy cái đầu này. Bị full mất rồi. Tới kia qua kia mình phải mua thêm giỏ hàng mới được. Rồi mình sẽ sang đây mình bán tiếp. Còn nhiều quá mà các bạn. Mình sẽ bán full cái này. Làm giàu không khó nè. Nè,
À, cái cục này bán là tính ra là bị lỗ một xíu ha, thôi bán không đi các bạn, để dành một slot. Rồi mình sẽ mua thêm một cái chỗ chứa giá còn đang chấp nhận được thì mình sẽ mua. Ê, sorry, mình phải mua full cái này trước chứ. Ừ, mua cái kia lời nhiều hơn các bạn, mình lộn ha. Mình sẽ mua thêm một chỗ chứa nữa, mua cái này. Ừ, 5.000 một chỗ chứa, mua các bạn, chơi luôn đi. Nó sẽ lời nhiều hơn nha. Ok, vậy thì mình sẽ sang chỗ này. Mình sẽ bán hết tất cả mọi thứ mình có. Phiêu lưu của thương nhân mà mua đi bán lại kiếm lời các bạn ha. Nhưng chạy qua chạy lại hơi cực. Với lại cái túi nhỏ quá bạn không chứa được nhiều đồ. Ok, chúng ta sẽ mua full đây. Hết rồi nha, hết 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 hết. Mua full đây. Hết hết rồi. 5 5499. Bên này còn khá là nhiều đá, để mình xem cái này các bạn. Này mua được gì? Này mua được thịt. Mua được bình nước. Giá mua có 2.000, để xem giá bán ra chỗ này bình nước là bao nhiêu. Bình nước 2.200, nói chung lời cũng ít quá các bạn. Hai cái vùng này nó gần nhau nên bán lời không có nhiều, thịt được 100 mốt. Chung là chúng ta kinh doanh buôn bán là lời được một xíu đó. Rồi để mình chạy sang nha. Cái bông này thì là giá mua 400, bên này giá bán là bao nhiêu? 440 là được 40. Ok, tính ra hai chỗ này nó xa thì nó có lợi nhất các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bán full. Bên kia mình qua mình không bán được gì, mình chỉ mua không thôi thì nó sẽ hơi lỗ các bạn ha. Này lời được 90, lời ngon. Đó, mình bắt đầu giàu lên rồi đó các bạn. Thấy bạn thương nhân Ruan bắt đầu giàu lên chưa? Sorry, mua full này trước chứ. Mua 5 cái này. Rồi, còn nhiêu thì mình sẽ mua full cái này. Đó. Hết tiền luôn. Giàu quá mua hết tiền luôn, ngồi sang đây. Mình sẽ bán nào, ngàn tám nè. Ngàn tám, ngàn tám, ngàn tám. Vô, tiền vô quá trời rồi các bạn. Vô. Bắt đầu thấy mình giàu giàu lên đó. Mua full. Rồi sang bên kia mình bán tiếp. Mình chuẩn bị hết vé đi qua đi lại rồi. Chọn hàng loạt. Mình nãy giờ mình không có chọn hàng loạt. Bán cho nhanh. Quên các bạn. Bán từng cái lâu thấy bà. Ok, mua. Mua full nha. Rồi chúng ta còn 3 cái nữa. Chúng ta chỉ còn 3 cái nữa thôi. Mình sẽ lại sang bên đây. Chạy qua chạy lại liên tục. Mình sẽ chọn hàng loạt. Rồi mình bán hết nha. Đó. Dầu dầu rồi đó các bạn. Mình sẽ mua full cái này. Nhân tiện mình ghé qua đây một cái. Này nó tốn có một à. Mình ghé qua đây cái mình còn slot. Mình sẽ mua thêm cái bình nước đây. Rồi mình ghé sang đây. Mình bán full các bạn. Lời lời lời, ngon chưa? 49.000 rồi, giàu rồi. Mua full cái này. Cộng đó mình sẽ mua thêm một một ngăn nữa. Dầu thì mình sẽ mua thêm chỗ chứa tiền các bạn. Rồi mình sang đây. Hình như là chúng ta bán bên kia cũng lời đó. Ừ, tiếp tục các bạn. Mua vào 400 để xem giá bán ra các bạn. Giá bán ra 440, ok được. Mình sẽ mua chỗ này, mua full luôn. Mua vào 400 bán 440 là được rồi. Ok ha, mình sẽ qua đây, chạy qua đây bán. Chạy qua mình bán nha. Chọn tất cả nào, bán hết. Rồi, vô một khúc luôn.
giàu lắm đó các bạn. Bên này hết bán đồ, hết bán rồi thì mình sẽ chạy sang đây mua đồ. Nó cứ như vậy thì chúng ta làm tới khi nào chúng ta hết food là được. Chúng ta hết sạch cái điểm với lại trong cửa hàng, hết đồ gì luôn các bạn. Chúng ta cứ buôn bán như vậy thì chúng ta sẽ giàu. Này lợi ích quá. Lợi ích quá nên thôi chúng ta sẽ cùng đi khám phá cái hành trình nghỉ ba của thằng Rowan luôn các bạn nha. Để dùng dòng một hồi. Ít quá. Đây. Chưa giàu hả? Mới nhiêu đó thôi hả? À, nó có này các bạn. Có nhiệm vụ hoàn thành này. Mình hoàn thành được một mớ nè. Nhận thêm một cái rương. Rồi, giờ mình sẽ đánh boss của ngày ngày thứ hai các bạn nha. Boss của ngày thứ hai, pháo may mắn. Wow, quá ngon vậy. Đồ gia truyền khá nhiều. Team newbie. Chúng ta đánh bằng team newbie, do đó thì có cái gì thì team nào mạnh nhất của chúng ta thì chúng ta quăng vào thôi các bạn. Chúng ta có một con song sinh nè. Thả vô để cho nó thả con song sinh vào để cho nó ấy, rồi thả con Scarlet vào để cho nó giọng đam cho sướng các bạn nha. Song sinh Scarlet Nevanti thì một con hồi máu tầm này là được rồi, đánh thử nha. Hạt newbie nên có gì chúng ta bỏ vào đó để xem đánh được gì các bạn. Chưa đủ 900 kim cương. Được cái rương bé tí. Ở đây chúng ta có thể xem bảng xếp hạng những người top 1 đam boss nè. Xem được top 1 đam boss họ dùng team như nào các bạn. Vô theo dõi bạn đó nè, theo dõi. Coi thử bạn dùng team gì được 6 tỷ mấy đam đây. Azolai, Scarlet, Song Sinh, Bulmer với lại Nevan các bạn. Và dùng con bé là con mèo. Azolai, Scarlet, Bulmer, Song Sinh với lại Rowan. Team này chuyên boss rồi. Đó, nếu mà các bạn có team thì các bạn dùng team đó. Còn không thì chúng ta dùng tạm cái team. Bạn có team nào dùng team đó nhé. Rồi, cái con hai con support mới rất là hot các bạn ha. Rồi, và mình xin phép được kết thúc chuyến phiêu lưu của Rowan ngày thứ hai, và mình sẽ tiếp tục ngày thứ ba up trên video vào 9 giờ tối nay các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo video. Xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.